vài thuốc quý hút độc tố, cứu sống người bị chó dại, rắn cắn chỉ trong 1 phút. Rắn độc cắn, chó dại cắn là một tai nạn hay gặp, đặc biệt ở nông thôn và miền núi. Nếu không biết cách sơ cứu kịp thời, nhiều khi bị biến chứng dẫn đến tàn phế, thậm chí có thể tử vong. Hàng năm trên thế giới có 30.000 đến 40.000 người bị rắn độc cắn, trong đó tử vong khoảng 2.000. Nước Mỹ có 6.000 đến 8.000 người bị rắn cắn mỗi năm, tử vong do rắn hổ cắn là 9%, do rắn lục là 0,2%. Tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tỷ lệ tử vong do rắn hổ cắn trong những năm 1987 đến 1991 là 20%. Tai nạn rắn cắn thường xảy ra vào mùa hè, vì rắn là loại động vật ngủ đông. Khi nhìn vết răng cắn để lại trên da, có thể phân biệt rắn độc với rắn thường. Vết răng rắn thường cắn là một vòng cung, đều nhau. Còn rắn độc sẽ để lại hai vết sâu hơn hẳn các vết răng khác, đó là hai móc độc. Nọc rắn đi vào cơ thể theo đường bạch mạch, do đó khi bị rắn cắn cần gazo bạch mạch mới có tác dụng, không gazo động mạch hay tĩnh mạch. Tuy nhiên, khi bị rắn cắn, chó dại cắn, bạn nên bình tĩnh, rửa thật sạch vết thương bằng nước muối 9%. Không nên nặn, bóp quá nhiều làm nọc độc vận chuyển nhanh về tim gây nguy hiểm cho người bị rắn cắn. Bài thuốc chữa rắn cắn, chó dại cắn bằng cây mã đề. Theo Lương Y Âu Văn Định, Hội Đông Y tỉnh Tuyên Quang, thì cây mã đề có tác dụng rất tốt trong việc hút độc ở các vết thương do rắn cắn, chó dại cắn. Mã đề, còn gọi mà mã đề thảo, sa tiền, nhà én, su ma, cây thuộc họ mã đề. Sở dĩ có tên là mã đề, sa tiền là vì người ta cho rằng loại cây này mọc ở vết chân ngựa kéo xe. Mã đề là loại cây sống lâu năm, thân ngắn, lá mọc thành cụm ở gốc, cuống dài, phiến lá hình thìa hay hình trứng, có gân dọc theo sống lá và đồng quy ở gọn và gốc lá. Hoa mã đề mọc thành bông, có cán dài, xuất phát từ kẽ lá, hoa đều, lưỡng tính, đài bốn, xếp chéo, hơi dính nhau ở gốc, tràng màu nâu tồn tại, gồm bốn thùy nằm xen kẽ ở giữa các lá dài. Theo các nghiên cứu hiện đại, mã đề chứa một chất làm xe với lực hút mạnh mẽ. Trong lá và thân mã đề có chứa một loại chất hóa học có tên là alcubin, được chứng minh là có tác dụng chống độc rất hiệu nghiệm và bảo vệ gan. Chính vì vậy, mã đề thường được sử dụng để hút những mảnh vụn, chất độc, thậm chí là mảnh thủy tinh nhỏ khỏi da. Loại lá này cũng được sử dụng để làm dịu vết cắn của côn trùng, chó, rắn và các sinh vật có nọc độc. Cách dùng đơn giản như sau. Ngay khi bị rắn cắn hoặc chó dại cắn, hãy lấy khoảng 10 ngọn lá cây mã đề, bao gồm cả lá và cuống lá, cho người bị rắn cắn nhai kỹ trong miệng và nuốt phần nước. Phần bã của mã đề sẽ dùng để đắp vào vết cắn để cấp cứu giải độc. Trong trường hợp nạn nhân bất tỉnh, thì dùng lá mã đề giã nát, chắt phần nước đổ vào miệng nạn nhân, phần bã dùng để đắp vào vết thương. Chất alcubin trong mã đề sẽ hút sạch độc tố nhanh chóng và hiệu nghiệm. Chú ý, bài thuốc áp dụng được cho người lớn và trẻ nhỏ từ 1 tuổi trở lên. Tuy nhiên, mỗi độ tuổi thì liều lượng khác nhau. Ngay sau khi sơ cứu người bị rắn cắn tại nhà, cần phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất nơi thường trú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.